Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 26 tháng 2, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Với việc được lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai, Việt Nam đã và đang cho toàn thế giới thấy hình ảnh về một quốc gia hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tin cậy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thăm chúc mừng các tập thể y bác sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, yêu cầu các sở ngành thành phố cần khẩn trương hoàn thành từng phần việc cụ thể được giao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm và làm việc của phía Triều Tiên. Các đơn vị cần hoàn thiện công tác trang trí khánh tiết, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Mọi công tác chuẩn bị cần phải hoàn thành trước 10 giờ sáng mai 27 tháng 2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, đây là đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm và làm việc tại Hải Phòng dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, nên công tác chuẩn bị đón tiếp phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, chu đáo, kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Do có nhiều phóng viên quốc tế và trong nước tới đưa tin về chuyến thăm và làm việc trên, nên ban tổ chức cần bố trí cơ sở vật chất đầy đủ, hạ tầng thông tin tốt nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp phóng viên tác nghiệp, góp phần quảng bá về hình ảnh thành phố Hải Phòng phát triển bứt phá, ngoạn mục, thân thiện và mến khách tới đông đảo bạn bè quốc tế. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới thăm tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại huyện Cát Hải. Khởi công từ ngày 2 tháng 9 năm 2017, mục tiêu của VinFast là làm nên giấc mơ ô tô Việt Nam trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á, với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025. Sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Hiện nay, nhà máy đã cho ra đời sản phẩm xe máy điện và dự kiến đến quý 3 năm nay sẽ xuất xưởng chiếc ô tô đầu tiên. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được doanh nghiệp chuẩn bị chú đáo. Quốc kỳ hai nước Việt Nam và Triều Tiên rực rỡ trong khuôn viên nhà máy và trên tuyến cầu đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện để chào đón sự kiện quan trọng này. Thành phố Hải Phòng có vinh dự được đón đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa trọng đại đối với thành phố chúng ta, là dịp để cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với những người đồng chí, những người anh em Triều Tiên đã giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta, trong đó có thành phố chúng ta trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Đây cũng là dịp tốt để thành phố chúng ta giới thiệu và quảng bá hình ảnh một thành phố Hải Phòng năng động, phát triển, đang ngày càng đổi mới và đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Do vậy mà Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố ngay khi nhận nhiệm vụ đã lập tức khẩn trương chỉ đạo bắt tay vào công việc chuẩn bị. Đến lúc này, tất cả các công tác chuẩn bị đã hoàn thành về cơ bản, cả về nội dung và các nhiệm vụ về khánh tiết. Có thể nói, chắc chắn việc chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng ta, thể hiện trách nhiệm của chúng ta, thể hiện tình cảm của chúng ta, thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng và dày công vun đắp. Thành phố Hải Phòng sẽ làm tốt trách nhiệm của mình để góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Triều Tiên. Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với các địa phương của Triều Tiên. Đây cũng là một cái sự đóng góp hết sức to lớn của thành phố. Do vậy mà chúng ta đã quyết tâm làm tốt công việc này
Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra quá trình thực hiện. Đến lúc này, công việc đã hoàn tất và chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn đại biểu Triều Tiên đến thăm và làm việc tại thành phố, thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của người dân thành phố cảng. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây được xem là sự kiện chính trị ngoại giao lớn mang tầm quốc tế có sự tham dự của Việt Nam trong nhiều năm qua. Với việc được lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, Việt Nam đã và đang cho toàn thế giới thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt về một quốc gia hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tin cậy. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự kiến sẽ có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay sẽ dành thời lượng để thông tin về sự kiện chính trị quan trọng này. Và biên tập viên Nguyễn Hoàng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể. Xin mời anh Nguyễn Hoàng. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Lai. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2 là sự kiện chính trị ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019, đồng thời cũng là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu trong những ngày này. Vào sáng nay, thì Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đoàn tàu bọc thép màu xanh của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã vượt cửa khẩu hữu nghị để tiến vào Việt Nam, vượt qua hành trình 4.500 km băng dọc Trung Quốc. Sau khi đáp xuống ga Đồng Đăng, nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển về Hà Nội bằng xe ô tô để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai. Cùng với việc tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Mỹ, đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ có chương trình thăm chính thức Việt Nam, đồng thời thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Việc đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên chọn Hải Phòng là nơi đến thăm đã khẳng định một điều, đó là vị thế và vai trò của Hải Phòng ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế. Trong vai trò một cực tăng trưởng, một nút hội nhập quốc tế, một điểm đến năng động, cởi mở và thân thiện, thành phố Hải Phòng ngày càng chứng tỏ sức hút đối với bạn bè trong nước và thế giới. Là một trong ba thành phố lớn của cả nước, qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là vài năm trở lại đây, Hải Phòng đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, đột phá, luôn dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP. Thành tựu của Hải Phòng được Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao, trở thành động lực tăng trưởng của cả khu vực phía Bắc. Với kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, có nhiều hình mẫu cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Hải Phòng có nền tảng và lợi thế rất lớn để giữ vững và khẳng định vị trí là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam. Chính vì vậy, việc thành phố Hải Phòng dự kiến nằm trong chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên nhân dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam không chỉ là niềm tự hào khẳng định vị thế thành phố cảng đối với cả nước, mà còn là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh năng động, đang hội nhập mạnh mẽ, qua đó thể hiện trách nhiệm của thành phố trước các sự kiện chính trị lớn, các hoạt động quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Sự kiện mà phái đoàn Triều Tiên đến thăm lần này sẽ khẳng định được cái uy tín của thành phố Hải Phòng và qua đó cũng sẽ quảng bá được cái hình ảnh của thành phố Hải Phòng đối với bạn bè quốc tế, và cũng qua đây thì cũng khẳng định được cái uy tín mà của thành phố Hải Phòng đối với Trung ương và phái đoàn Triều Tiên, vì chỉ có sự uy tín đấy thì mới được lựa chọn để cho phái đoàn Triều Tiên đến thăm. Và tôi cho rằng không chỉ phái đoàn Triều Tiên đến học tập mà các địa phương khác có cái địa hình, có cái hoàn cảnh giống Hải Phòng, chúng ta cũng hoàn toàn đến ta học tập Hải Phòng. Là thành phố cảng, Hải Phòng có lợi thế là cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc, nên tinh thần hội nhập từ rất sớm. Trong các hoạt động đối ngoại, Hải Phòng luôn thể hiện sự cởi mở, thân thiện và mến khách. Những ngày này, thông tin về chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Hải Phòng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân thành phố. Là người dân Hải Phòng, tôi thấy người ta bạn bè mà đến đây mà học hỏi mình, tìm hiểu mình tự hào quá đấy chứ. Nhưng cho nên cái ý thức của tôi trong những ngày như thế này mình thấy nó hồi hộp quá. Mà mình phải làm gì đây để thể hiện được cái sự lòng tin của bạn bè thế giới. Thăm một thành phố mà trong giai đoạn đang phát triển và đang phát triển có một sự tiến bộ vượt bậc
thì đấy cũng là cái sự ghi nhận và cũng là cái niềm tự hào của người dân. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là thông qua cái này thì cũng muốn là có một cái sự mà hợp tác và có một sự mà có thấu hiểu giữa các quốc gia với nhau để mà cùng củng cố cái nền hòa bình chung của toàn thế giới. Theo tôi suy nghĩ là đoàn chuyến thăm Hải Phòng thì cái lý do của nó là nó nằm ở trong cái kết quả mà phấn đấu của người dân Hải Phòng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng rồi thì của chính quyền ở Hải Phòng. Quảng bá để thu hút khách du lịch cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng, mà tuy nhiên thì cái đối tượng khách mà lại là các phóng viên báo chí của nhiều cái hãng thông tấn, nhiều cơ quan báo chí của thế giới, những cơ quan thông tấn báo chí lớn của thế giới đến với thành phố, và những cái hình ảnh chắc chắn là cái hình ảnh của thành phố Hải Phòng, những cái cuộc sống, đời sống của nhân dân thành phố rất là đẹp, và hình ảnh của thành phố sẽ được xuất hiện nhiều trên hình ảnh trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của thế giới, thì là một cái cơ hội rất là tốt của thành phố Hải Phòng ra thế giới. Có thể nói, việc phái đoàn Triều Tiên lựa chọn Hải Phòng là điểm đến lần này một lần nữa củng cố những nhận định, đánh giá, tin tưởng của Trung ương cũng như bạn bè quốc tế đối với thành phố. Đây sẽ là động lực để Hải Phòng tiếp tục phấn đấu đến năm 2030 phát triển trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, và đến năm 2045 sẽ trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới như mục tiêu đề ra. Cùng với thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng đang cho thấy trách nhiệm, sự chu đáo nghiêm túc của mình trong việc góp sức mình vào thành công chung của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai và chuyến thăm chính thức của phái đoàn Triều Tiên tại Việt Nam cũng như Hải Phòng. Những nội dung liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình thời sự. Tiếp tục chương trình thời sự, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tới thăm tặng quà một số tập thể cá nhân tiêu biểu của ngành y tế Hải Phòng. Tới thăm Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các y bác sĩ trong nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật điều trị hiện đại. Đồng chí đề nghị bệnh viện sớm đưa trung tâm sơ sinh vào khai thác, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống y bác sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực duyên hải miền Bắc nói chung. Thăm bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam biểu dương bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, chuyển đổi thành công sang mô hình tự chủ cấp độ 1, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được nâng cao. Đồng chí đề nghị các y bác sĩ bệnh viện tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Tới thăm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc bác sĩ sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tới dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bùi Đức Quang. Đột phá trong công tác cải cách hành chính, đi đầu cả nước về thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện theo mô hình hội đồng quản lý, quyết liệt đổi mới hệ thống y tế, triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh, ngăn ngừa thành công các dịch bệnh nguy hiểm, thành công trong xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cho hệ thống y tế là những kết quả nổi bật ngành y tế Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Năm 2018, ngành hoàn thành 14 trên 15 chỉ tiêu cơ bản thành phố giao. Với mục tiêu trở thành trung tâm y tế vùng Duyên Hải Bắc Bộ, ngành y tế Hải Phòng đang tập trung cao để hoàn thành tốt 15 chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Trong đó, công tác y tế dự phòng được đặt lên hàng đầu, phấn đấu không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác đào tạo nhân lực, phát triển y tế chuyên sâu, phát triển khoa học kỹ thuật mới, hiện đại, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân là những mục tiêu chính được tập trung chỉ đạo và thực hiện trong năm nay. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế Hải Phòng biểu dương, khen thưởng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2019 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân. Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến lắng nghe kiến nghị về 7 sự việc liên quan đến các vấn đề như bồi thường khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, giải quyết nhu cầu giao đất nhà ở cho các hộ chính sách, người có công trên địa bàn quận Hải An, việc giao đất tại khu tái định cư đường 353 quận Dương Kinh, chế độ cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ tồn tại từ việc giao đất làm nhà ở quận Kiến An, việc thu hồi đất khi thực hiện dự án khu nhà ở Đầm Chung,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan đã thẳng thắn trao đổi, ghi nhận những ý kiến kiến nghị của các công dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương liên quan kiểm tra giải quyết theo đúng quy định để bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người dân. Trường hợp các hộ dân không đồng ý với kết quả giải quyết thì hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại theo quy định và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa tới thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tràng Cát, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc mừng những kết quả mà đồn biên phòng Tràng Cát, Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong năm 2018 và suốt chặng đường 60 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành. Chúc cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành khu vực phòng thủ vững mạnh. Thời gian qua, cùng với sự khởi sắc của thành phố, huyện Cát Hải cũng thay ra đổi thịt từng ngày với hàng loạt dự án sản xuất du lịch lớn được đầu tư trên địa bàn. Để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, có vai trò quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, những người hàng ngày trực tiếp là cầu nối giữa đảng với nhân dân, giúp đưa những chủ trương chính sách của thành phố và địa phương đi vào cuộc sống. Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại đảo Cát Hải là niềm tự hào của thành phố Hải Phòng trong phát triển dịch vụ vận tải biển. Trên 370.000 m2 đất đã được giải tỏa để phục vụ việc xây dựng cảng. Khó khăn nhất là việc di rời khu vực nghĩa trang tổ dân phố Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, nghĩa trang truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm của người dân huyện đảo. Cái đầu tiên thì là rất là khó khăn. Cái nghĩa trang này là đã từ hàng mấy trăm năm rồi của các cụ thời xưa, thế nên nhân dân là không muốn cho di chuyển. Rất nhiều cuộc đối thoại với người dân đã diễn ra, rất nhiều buổi vận động đã được thực hiện. Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đôn Lương Nguyễn Thị Lanh không quản vất vả đi đến từng nhà để thuyết phục nhân dân. Không thể chỉ thuyết phục bằng lời nói mà phải bằng hành động. Bản thân bà Nguyễn Thị Lanh đã vận động gia đình chủ động di rời phần mộ tổ tiên. Gia đình nhà tôi thì là trưởng tộc, trưởng họ đầu tiên thì cũng là rất là khó khăn, nhưng mà cũng tôi phải về vận động với lại họ hàng rồi rất là chồng là về là thực hiện cái chủ trương của nhà nước. Thì gia đình nhà tôi cũng đã đồng ý. Trong năm 2014, việc di rời nghĩa trang Đôn Lương được hoàn tất. Trên diện tích rộng 8 hectare, nằm ở vị trí thuận lợi ngay phía dưới chân cầu Đình Vũ Cát Hải. Trên 5.000 ngôi mộ của người dân huyện đảo đã được quy tập về đây và bố trí, sắp xếp ngăn nắp, quy củ. Khi lên đến trên này rồi thì người dân thấy và khuôn viên như này rất chi là đẹp đẽ, đẹp và sạch sẽ. Thế là người dân cũng rất vui vẻ. Vai trò đồng chí Vũ Thị Lanh với tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, công tác, đồng chí cũng đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, đóng góp rất lớn vào cái sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Sau 4 năm bàn giao đất ở, đất sản xuất và di rời mộ phần, cuộc sống của bà Lanh cũng như nhiều người dân huyện đảo Cát Hải đã trở lại ổn định, khấm khá hơn xưa. Sự chia sẻ của nhân dân cùng nỗ lực của những cán bộ cơ sở như bà Nguyễn Thị Lanh đã được đền đáp xứng đáng bằng sự phát triển của toàn huyện đảo và đời sống ngày càng nâng cao của nhân dân. Sáng nay tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hải Phòng năm 2019. Đây là cuộc thi dành cho học sinh các trường tiểu học và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu, những đại sứ truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với cộng đồng. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hải Phòng năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng. Với hai vòng thi sơ khảo và chung kết, thí sinh có thể trình bày bằng một trong hai hình thức viết hoặc quay clip với điều kiện bài thi chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào. Với các nội dung như chia sẻ về cuốn sách yêu thích, sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách và kế hoạch biện pháp để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 năm 2019. Các thí sinh sẽ gửi bài dự thi tại các thư viện các quận, huyện. Từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019, các thư viện quận huyện sẽ lựa chọn tối đa 10 bài gửi về Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố. Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố sẽ lựa chọn tối đa 30 bài đạt giải từ vòng sơ khảo để gửi về vụ thư viện.
ban tổ chức sẽ tổng kết công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 và trao thưởng cho các cá nhân tại Hà Nội, dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2019. Sau Tết Nguyên đán, từ ngày 10 tháng Giêng trở ra, trên các tuyến đường vào làng hoa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, tấp nập các phương tiện vận chuyển những gốc đào lớn cho thuê trước Tết về các cánh đồng hoa cây cảnh. Đây là thời điểm người dân địa phương bắt đầu tất bật với công việc trồng, chăm sóc, chuẩn bị cho mùa vụ cây cảnh tiếp theo. Nhiều nhà vườn trồng hoa cây cảnh ở xã Đặng Cương, huyện An Dương những ngày này đang hối hả cải tạo vườn trồng hoa cây cảnh, xới đất, loại bỏ những cây bị sâu bệnh, khả năng sinh trưởng kém, chỉnh trang lại hệ thống thủy lợi dẫn nước tới các vùng sản xuất tập trung, bổ sung phân bón cho cây trồng. Với đặc thù trong phát triển nghề hoa cây cảnh, sau mỗi một cái dịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, nhân dân Đặng Cương lại di chuyển gốc đào về các nhà vườn để đảm bảo cho một vụ sản xuất mới. Đến thời điểm hiện tại thì các nhà vườn đã thu thập cơ bản các gốc đào về trồng tại khu vực sản xuất. Hiện nay ngoài cái gốc đào của vụ trước thì các nhà vườn của Đặng Cương đã bổ sung những gốc đào mới và ghép tay phôi đảm bảo cho một vụ sản xuất của năm tiếp theo. Thông thường, những cây được đưa về vườn sớm, khả năng sống sẽ cao hơn, còn những cây khách trả muộn, việc chăm sóc sẽ khó hơn rất nhiều. Các hộ trồng đào cho biết, các gốc đào trở về vườn sau khi thay đất mới phải được phát cảnh cũ để đào ra chồi tái sinh. Một thời gian sau mới có thể tiếp tục tạo thế. Vì vậy, các nhà vườn thường phải thuê thêm từ 3 đến 5 nhân công để làm các công việc thu gom đào. Nhiều gốc đào cổ thụ sau khi được ủ cát, bảo đảm sinh trưởng tốt cũng được bà con đưa ra cánh đồng, trồng bổ sung vào diện tích trồng đào của gia đình. Hầu hết các gốc đào là đào rừng được đưa về từ Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Khi ta ghép rồi cây lại mọc lên là ta phải theo dõi phun thuốc cho sâu bệnh không được ăn hỏng lõn và cho cây coi như là lại lọc tốt thì ta uốn cây trong cái giai đoạn làm sao khi cái mầm non nó lại lên khoảng tầm 30 phân thì ta bắt đầu uốn chăm sóc làm sao cho nó thật là nhịp nhàng thì đều đặn thì cây sẽ tốt tươi và đẹp. Trong không khí đầu xuân, người nông dân huyện An Dương hăng say tích cực chuẩn bị cho vụ đào mới. Hy vọng năm 2019, thời tiết sẽ mưa thuận gió hòa để người dân trồng đào có một vụ mùa mới bội thu. Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nhiều hộ dân thuộc xã Hồng Thái của huyện An Dương tự ý san lấp trồng cây xây dựng, làm thay đổi mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tìm hiểu của phóng viên thời sự. Địa bàn xã Hồng Thái, huyện An Dương, tuyến đường giao thông đô thị Bắc Sơn Nam Hải chạy qua địa phận thôn Xích Thổ và thôn Hy Tái được triển khai từ năm 2012. Tuy nhiên, từ khi có con đường này, nhiều diện tích đất nông nghiệp của địa phương liền kề với tuyến đường đô thị không sản xuất được vì úng lụt. Do đó, nhiều hộ dân hoàn toàn bỏ ruộng không canh tác nữa. Và đây được coi là nguyên nhân trong vài năm trở lại đây, nhất là khoảng giữa năm 2018, một số hộ dân đã tự ý san lấp đất cát, một số diện tích đã được người dân chuyển đổi cây trồng. Từ năm 2016 đến 2018, thì các hộ dân người ta đổ này thì thường thường người ta đổ vào ban đêm. Đường nó to nên là người ta cứ ghé xe, người ta đổ phát ra chạy. Thế khi chúng tôi lực lượng công an xã thì cũng rất là mỏng. Đấy là lượng bảo vệ công an xã rất là ít nên là chúng tôi công tác quản lý cũng vẫn còn hạn chế. Nên là chúng tôi khi phát hiện ra thì thường thường người ta đổ xong rồi. Nên qua đó thì chúng tôi cũng nhận thấy là cái trách nhiệm của ban xã và chúng tôi đã thành lập tổ công tác. Và chúng tôi cũng kiên quyết là chúng tôi sẽ ngăn chặn không để tái phát sinh những trường hợp nào của tiếp theo. Và chúng tôi ủy ban xã phải xây dựng kế hoạch để giải quyết hết những cái trường hợp mà đã san lấp để trả lại nguyên trạng theo chỉ đạo của huyện và thành phố. Hàng chục điểm san lấp hai bên đường chỉ được phát hiện khi sự đã rồi. Trước thực trạng này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Dương đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng của các xã Đồng Thái, Hồng Thái làm rõ nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, đối tượng san lấp, đồng thời xây dựng phương án và tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát diện tích đất trên, không để phát sinh việc san lấp hoặc chuyển mục đích khác, thông báo tới các trường hợp vi phạm và yêu cầu các hộ khẩn trương tổ chức hoàn trả hiện trạng các thửa đất, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, các biên bản xử lý vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Nếu các hộ không tự khôi phục hiện trạng sử dụng đất, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện, bố trí kinh phí để tổ chức tháo dỡ, di rời đất đá, vật liệu, cây cối ra khỏi các diện tích đất vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng và đất đai theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự tại hai bên tuyến đường trục giao thông đô thị Bắc Sơn Nam Hải, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 2 năm 2019. Liên quan tới việc nhiều hộ dân thuộc xã Hồng Thái của huyện An Dương tự ý san lấp, trồng cây, xây dựng làm thay đổi mục đích sử dụng đất. Cho đến thời điểm này, một số hộ đã tự giác tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng. Lãnh đạo huyện An Dương chỉ đạo xã Hồng Thái ngay trong tuần này giải quyết dứt điểm những trường hợp vi phạm còn lại, hoàn trả hiện trạng toàn tuyến ngay trong đầu tháng 3 tới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.